Xin chào các bác. Đúng là mùa Covid, đúng là dịch bệnh nguy hiểm thật. Đình trệ tất cả các hoạt động. Hiện bây giờ chúng ta chơi lan cũng thế, rất khó khăn. Thứ nhất là về cái nguyên vật liệu để chúng ta trồng lan cũng rất là khó. Thế thì hôm nay chỉ có mỗi ông nông dân là mới làm cái kiểu này thôi. Đấy, là một cái cách trồng mà do dịch bệnh không mua được giá thể, không mua được các thứ, cho nên là phải tự nghĩ ra cách trồng. Tại vì lan nó đã có giống, ki mọc rất là dài rồi. Thế bây giờ bắt buộc là phải có cái vật liệu để mà trồng. Thì xin mời các bác cùng ông nông dân trồng lan sẽ có một cái cách trồng rất là đặc biệt mà có lẽ chỉ có ông nông dân trồng lan mới trồng, chắc chưa ai trồng cái kiểu này. Thì thưa các bác, là cũng nói sơ sơ một chút là trước ngày xưa ấy, mới sưu tầm chơi lan ấy thì cách đây 7-8 năm thì là theo cái cách truyền thống thì đa phần là ghép vào lũa gỗ. Đấy, thì kiếm được cái khúc gỗ hay là cái khúc lũa mà đẹp, chúng ta về chúng ta làm cái móc và treo lên và chúng ta đính những cái cây lan vào cái lũa đó. Thì nếu mà về nhìn một cách tổng thể thì nhìn cái giỏ lan rất là đẹp vì nó rất là tự nhiên. Đấy, rất là tự nhiên. Đấy, thì như sau này về cái công nghệ trồng lan nó có khác đi rất nhiều, và đa phần là chúng ta trồng vào chậu. Thì mỗi cái nó có ưu điểm và nhược điểm riêng. Về cái phần mà trồng bằng gỗ và lũa ấy thì thứ nhất là trưng bày hơi khó, có nghĩa là khi mà mang về bàn uống nước hay là treo ở cái chỗ mà nhiều chỗ không treo nổi. Đấy. Nhưng mà trồng chậu thì lại được. Đấy. Ví dụ như thế thì đấy là những ưu nhược điểm của nó. Tuy nhiên thì nhìn cái cách trồng khúc gỗ, khúc gỗ nhãn hay là khúc gỗ vải hay là các cái khúc gỗ gọi là cây vú sữa hoặc là gì đó, rất là nhiều các loại có thể trồng được, dễ nghiến rồi gỗ nghiến rồi các thứ rất là nhiều. Thế nên là có thể là nhìn cái hình thù nó đẹp và chúng ta có thể ghép lan vào. Thì về hôm nay thì cũng theo cái ý tưởng vẫn là trồng bằng những cái vật liệu đơn giản. Giờ không mua được, không đi mua được thì bắt buộc chúng ta phải có cái gì ta làm cái đấy. Thì các bác lướt qua cái cách làm của tôi và chúng ta cùng trồng theo cái kiểu của ông nông dân này có được không nhé? Mà tôi đây là ý kiến cá nhân, muốn trồng trồng thì như thế, và gọi là kiểm nghiệm xem là sau này cây nó có lên được không, có phát triển tốt không các bác nhé. Và trong thời gian đợi đại học cũng bắt ông con trai này thành ông thợ mộc bất đắc dĩ, làm sao đóng cho bố được một số cái chậu lan theo hướng dẫn kiểu cách đặc biệt để trồng trong cái thời gian gọi như là Covid các bác ạ. Thưa các bác, là đây là những cái giò lan mà nó có khi đã mọc trên thân này. Những cái mắt ngủ còn lại khi hết hoa là nó mọc trên thân này, giờ nó đã có khi có rễ rất là đẹp rồi. Đấy, có cái rễ rất đẹp rồi, chúng ta giờ có thể lấy những cái khi này đấy và trồng vào cái gọi là cái chậu của chúng ta vừa tạo ra. Đấy. Thì chúng ta lưu ý là tất cả các loại này chúng ta nên cùng một loại thì chúng ta sẽ cùng trồng cùng một chậu thì sau này hoa nó sẽ rất đẹp, nó ra cùng một lúc. Chứ nếu mà chúng ta trồng cùng khác loại với nhau ấy thì là khi mà
cái hoa nó nở nó không cùng một lúc, nhìn nó không đẹp. Đấy. Thì là cái này nó là cái rất là hay, tại vì năm nay nó nở vào cái dịp này, sang năm nó cũng nở vào cái dịp này. Nó chỉ chênh nhau có mấy ngày thôi. Đấy, khi đó thì cây nó sẽ rất là đẹp. Đấy. Cơ bản là như vậy. Đấy, lấy những cái kỳ này về trồng. Thưa các bác, là đây là cái chậu mà tôi đã vừa mới trồng xong. Đấy, vừa mới trồng xong. Thì bây giờ lại có một cái trồng tiếp một cái chậu nữa. Đấy, thì cái chậu cái này ấy, là do vừa nãy đã quay rồi. các bác biết là làm bằng cái gì rồi. Thế còn đây là những cái khúc gỗ nhãn cắt ra và đặt vào cái lòng này. Có nghĩa là trước thì mình có thể là treo. Đấy, treo, nhưng mà giờ mình có cái chậu ấy thì mình mới có thể trồng luôn vào chậu, cắt khúc để bỏ vào chậu và chúng ta trồng. Thì về cái kiểu thì nó giống nhau thôi. Thế vật cách trồng thì chúng ta cần phải có một cái máy bắn ghim. Đấy, thế và cái sợi dây gọi là cái dây rất là nhỏ, dây có lõi đồng ấy, bọc nhựa ấy. Nó là cái dây mà lấy ở cái sợi dây internet ấy. Thì chúng ta để chúng ta ghim nó vào. Thì đây. Giờ lấy những cái này. Chúng ta sẽ trồng vào đây. Để làm sao cho nó được nhiều nhất, nhiều ngọn thì sang năm nó sẽ đẹp. Đấy, trước khi trồng thì chúng ta có thể là cho một chút cái rêu ấy để làm sao cho nó không bị gãy cái rễ. Đấy, và chúng ta sẽ trồng vào đây. Cái này chúng ta đòi hỏi là khéo léo một chút thì nó sẽ không bị gãy rễ. Thì chỉ cần dùng cái máy bắn ghim, chúng ta ghim nó lại. Trước ngày xưa chúng tôi mua cái cây khai thác ở rừng ấy, có nghĩa là những cái cây họ bán ở chợ, lúc cái khai thác rừng xong mang về các chợ bán thì chúng tôi sưu tầm và chúng tôi sẽ mua cái đấy về trồng, thì chúng tôi tách ra. Thì thường ấy, những cái cây đấy là cây già, cây có thể là năm 2, năm 3. Đấy, có thể là cây thân tơ. Đấy, thì ra loại nào ra loại đấy và bắt đầu tách ra, chúng ta từ ghép. Thì ghép như thế thì cái cây phát triển cũng rất là nhanh. Cây phát triển rất nhanh. Đấy. Cho vài cái này rất khó trồng đấy. Làm sao cho nó đấy, cho nó cái rễ nó làm sao nó áp sát vào cái gỗ. Sau đó là chúng ta sẽ cố định. Cứ bắn bên này cái, bên kia cái để ta cố định cái này cho nó chắc chắn vào đây. Đấy. Cái này mình cứ thể là sắp xếp so le đi. Đấy. Này đều có rễ đẹp rồi. Làm sao cho nó giải đều. Cái cách 5-3 cây lại có, ta lại làm một cái. Thì cái ki ấy, như cái này là gọi là cái ki. Ở trên thân này thì chúng ta trồng thì khả năng là nó sẽ không phát triển nhanh bằng những cái cây mà thân trong bụi mà tách ra. Ví dụ chúng ta có một cái chậu nào mà nó quá là dày rồi, đúng không? Trồng 2-3 năm nó dày rồi. Thì chúng ta có thể là tách ra chúng ta trồng. Thì cái cây 5-2, 5-3 thì cái sự phát triển của nó tốt hơn. Phát triển tốt hơn là cái cây ki này. Cái ki này thì thường là, tính nghĩa những em bé này là phải nuôi dưỡng ở trong cái môi trường nó tốt hơn.
xong đó chúng ta mới ghép thì cây phát triển mạnh hơn. Đấy, tuy nhiên thì mình có gì mình làm đấy chứ không thể là đòi hỏi. Đấy, thế mà chúng ta cũng giữ cho nó ở cái môi trường, thằng này giữ cho cái môi trường mà nó tương đối là tốt một chút. Đấy, độ ẩm cao, thoáng gió, nhiều ẩm một chút. Đấy, ăn nhiều dinh dưỡng một chút. Đấy, là có thể là chúng ta sẽ tạo cho nó cái môi trường như thế thì nó cũng phát triển cũng tốt thôi, không sao cả. Đấy, cái này thì bó luôn vào thành. Thành chậu thì nó đều bằng gỗ mà các bác, nên là bám luôn vào chỗ, bám luôn vào gỗ này thôi. Đấy, trồng cái này thì cố gắng là tránh sự gãy thân và gãy gãy rễ, cố gắng giữ gìn được. Đây được một mé rồi, thôi thì nó thiếu chậm quá thì ta lại tiếp tục làm một hàng nữa đây. Trông rất kiểu nông dân nhá. Đây là những cái rêu dư ẩm. Thế và bộ rễ mình đặt vào đây có rêu dư ẩm nó cũng nhanh lên lắm chứ nó không chậm đâu. Lựa lựa và chúng ta bắn cái dây này. Đấy. Ngày xưa long tu này, hạc vĩ này đều trồng theo cách này hết các bạn. Về mua rừng về xong bắt đầu là ghép. Đấy. Thế nhưng mà rất đẹp. Nó không cầu kỳ như bây giờ, nào là chậu nọ gì phải vỏ thông nọ, vỏ thông kia, vỏ thông phải vỏ thông ngoại cơ. Đấy, nên là phức tạp quá. Tôi thấy trồng lan các bác bây giờ trồng phức tạp lắm. Nó không được, không giống như chúng tôi ngày xưa trồng. Đấy. Tôi trồng ngày xưa nó đơn giản lắm. Ghép chơi để thưởng thức chứ không phải là chơi gọi là đấy, để nó buôn bán nó phải lên thật nhanh, cây nó phải mập. Đấy, nó khó lắm. Nhưng bây giờ thì tôi cứ trồng đơn giản này thôi. Lại đúng cái vào cái dịp Covid ấy. Nên là mình cố gắng là có gì trồng đấy. Chứ giờ làm thì thu nhập nó hạn hẹp. Thế mà cái gì cũng tiền. Bà vợ bà mắng cho chết. Mấy ông chơi vớ va vớ vẩn nha. Có mấy cái bông hoa ngắm mà mất bao nhiêu là tiền. Ăn không có đâu. Bà mắng giờ thì thôi, chịu. Kể ra thì nó cũng vẫn có lý lý mà. Cuộc sống à, chơi nhưng vẫn phải theo cái cuộc sống của chúng ta. Đấy. Thế mà đừng đùa. Đến lúc sang năm lại có cái chậu lan đẹp thì có bà có ô thế mà trồng kiểu đấy mà lại hay. Khéo này mỗi nhiều bác lại học tập. Nên là đây cái này là ý kiến cá nhân nhá các bác nhá. Cách trồng cá nhân của tôi, các bác có thể theo hoặc không theo, cái đấy là tùy. Đấy, nhưng mà tôi trồng một kiểu này. Chỗ này xem là đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 ngọn. Các bác nhé, 17 ngọn. Cho rêu vào đây, cho nó giữ ẩm.
xong là tưới phun sương. Cái này cứ Antonic pha vài giọt này, 4-5 giọt B1 mấy giọt, 30-10-10 một tí cho vào cái bình hai lít, xong cứ giữ ẩm thì giữ ẩm đều, nhưng mà cứ khoảng 2-3 ngày chúng ta lại phun loãng một lần. Đấy, phun loãng một lần. Cái này nó hơi cúp xuống đây, các bạn này hơi cúp xuống. Thế là cây nó phát triển mà lên nở mầm. Đấy, sau này nó bám vào cái khúc gỗ ấy, nó mới đẹp. Đây rêu chỉ yếu là phù rắc rắc xung quanh cái lúc mới đầu thôi. Cái lúc sau thậm chí còn phải bỏ ra các bạn, không cần thiết. Đấy, chỉ cần cái lúc mới đầu ghép này cái độ ẩm nó cao một chút để cho cái khúc gỗ này nó có cái độ ẩm nhiều để cây nó bám dễ vào. Đấy. Thế là xong thôi mà. Còn mấy cái kia tí lại trồng một chậu khác. Thế thôi. Đã hoàn thành. Các bác trồng nó có ngộ ngộ. Đấy. Gọi là đây hôm nay lấy cái tên sẽ là trồng lan thời Covid. Các bác nhỉ? Gọi là trồng lan thời Covid. Đây được 2 chậu. Bây giờ xin mời các bác ra ngắm một cái loại nó còn đặc biệt hơn. Vì tôi trồng cũng kiểu này nhưng ở những cái chậu còn dài khủng khiếp cơ. Nó dài đến 1m2. Những cái chậu này đã được trồng cách đây phải 1 tuần rồi. Chủ nhật tuần trước. Thì phương pháp trồng thì cũng na ná giống như cái vừa nãy. Nhưng mà đây là cái mảnh pallet ấy, nhưng mà để dài. Thế thì nó dài 1m2 cơ. Xong là ghép rất là nhiều kỳ vào đây. Thế mà hôm nay thì cây đã bám rễ và các bác nhìn nó đã đi vào giá thể rồi, đã cắm vào giá thể rồi, rễ rất đẹp. Đấy, nên là cái kiểu này sau này nó thành một cái mảnh các bác. Đấy, và đây nữa thì cũng thế. Đấy, rễ bắt đầu đã bám vào giá thể này. Các bác nhìn thấy cái xanh xanh nó là một cái mút mỏng. Đấy. Đấy, nó đã bám vào cái mút mỏng. Thế và nó đã bám vào giá thể. Các bác cứ tưởng tượng nhé, một cái dãy như thế này, dài 1m2. Đấy, mà sau này nó tưng nây ngọn. Đấy, năm đầu thì nó chỉ được khoảng 20-25cm thôi. Nhưng mà năm thứ 2 nó sẽ được khoảng 70-80 phân đến 1m. Nó thành một cái như kiểu cái mảnh ấy. Đấy, thì thấy nó như thế nào? Rất đẹp, rất tuyệt vời, chứ không phải là xấu đâu. Các bác nhìn bộ rễ của nó ra rất là đẹp. Đấy. Nên là cái cách này chỉ chắc ông nông dân mới làm thôi, chứ còn chẳng ai làm theo cái kiểu này. Vâng, và hôm nay là cái đúng là gọi là cùng trồng với các bác cái kiểu gọi là trồng lan kiểu mùa Covid, thiếu các nguyên vật liệu trồng. Thế và trồng theo cách này, chúng ta cứ để ở cái chỗ ẩm này là cây phát triển cũng rất tốt. Đây là cái cách trồng theo cái kiểu cá nhân của tôi, kiểu ông nông dân. Các bác mà thấy thích thì các bác trồng theo, còn nếu không thì các bác cứ theo dõi xong là xem sau này nó có tốt không nhá. Giờ xin chào các bác. Các bạn ơi, nếu thấy video hữu ích hãy đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông trên cùng để có video mới nhất nhé.